tiên thì chúc mọi người có một ngày làm việc đầu tuần thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Thì mọi người ơi, cho em hỏi là mọi người có biết là sắp tới ngày gì không ạ? Đó chính là ngày 20 tháng 10, một ngày mà thật là ý nghĩa và vô cùng quan trọng đối với chị phụ nữ chúng ta. Thường những ngày này mọi người sẽ rủ nhau đi ăn hoặc là quây quần bên gia đình. Nhưng mà một điều đặc biệt hơn là những chị phụ nữ rất thích những món quà bất ngờ từ những người thân. Thì chính vì điều đó mà Sơn Đông đã cho ra mắt một mẫu sản phẩm mà chỉ dành riêng đặc biệt cho chị phụ nữ chúng ta thôi. Thì mọi người hãy xem hết video ngày hôm nay để biết món quà đó là gì nha. Trước mặt quý khách đây là một bàn trang điểm vừa được xuất xưởng tại Sơn Đông. Chính vì ngày 20 tháng 10 nên Sơn Đông đã kịp cho ra mắt mẫu bàn trang điểm này để đáp ứng nhu cầu của chị em phụ nữ chúng ta. Và mẫu sản phẩm này được làm 100% từ gỗ gõ đỏ tự nhiên cao cấp không pha tạp. Với những nghệ nhân Sơn Đông cùng bàn tay lưỡi luyện trong nghề, họ đã cho ra một sản phẩm mang đậm phong cách châu Âu. Với một thiết kế có 102 vô cùng độc đáo để phục vụ cho chị em phụ nữ chúng ta. Những đường uốn lượn cũng như đục chạm được chính những nghệ nhân Sơn Đông dùng hoàn toàn bằng thủ công. Những họa tiết hoa lá tây sẽ mang đến một phong cách sang trọng cũng như là quý phái với chị em phụ nữ. Về chất liệu gỗ gõ đỏ thì mọi người hãy cứ an tâm và tin dùng. Gỗ gõ đỏ là một trong những loại gỗ thuộc nhóm 1 có độ bền cứng chắc rất là tốt, chịu lực cũng như là chống được mối mọt cong vênh. Bên công ty nội thất Sơn Đông cũng cho tẩm sấy rất kỹ càng để đưa ra một sản phẩm làm vừa lòng quý khách hàng nhất. Với một thiết kế bao gồm 2 tủ và 6 ngăn vô cùng rộng rãi và tiện ích, quý chị em có thể để những vật dụng cũng như là mỹ phẩm, đồ dùng làm đẹp vào trong đây thì vô cùng gọn gàng, cũng góp phần tạo nên một sự ngăn nắp cho căn phòng ngủ của mình. Chắc chắn rằng chị em phụ nữ nào cũng muốn có một không gian riêng để làm đẹp cũng như nhìn ngắm chính mình ở trong gương để hàng ngày chúng ta nhìn thấy sự thay đổi của bản thân. Thì mẫu bàn trang điểm này sẽ làm chị em vui hơn và trẻ trung hơn từng ngày. Một chi tiết không thể bỏ qua đó chính là phần gương được làm có 102 thiết kế vô cùng độc đáo. Đó chính là hai bên phần gương có thể đóng vào hoặc mở ra tùy theo ý thích của mỗi người, chúng ta có thể thấy được không gian 3 chiều vô cùng tinh tế và sang trọng. Những đường uốn cong cũng như là họa tiết hoa lá tây được đục chạm rất tỉ mỉ và vô cùng sắc sảo. Kết hợp với đường đi la đen nữa thì nó sẽ mang đậm một phong cách cổ điển vô cùng đẳng cấp, chứng tỏ được độ chịu chơi của chính gia chủ. Hiện tại mẫu bàn trang điểm này bên Sơn Đông đang bán với mức giá là 49 triệu đồng. Và em rất hy vọng rằng ngày 20 tháng 10 này những chị em phụ nữ chúng ta sẽ được tặng một món quà vô cùng ý nghĩa và bất ngờ này nhé. Sẽ không còn gì vui hơn và sung sướng hơn khi chúng ta nhận được món quà mà chúng ta yêu thích. Mọi kích thước chi tiết em đã để ở phần mô tả. Mọi người có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ gì cứ gọi vào số hotline em để bên trên. Bây giờ hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.